chúng ta tiếp tục chương 1 và chúng ta tiếp tục cái nội dung thứ hai đó là các công nghệ thiết bị. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục cái mục 2 nhỏ trong phần 1.2 này là đi phân loại các cái công nghệ thiết bị. À, chúng ta cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa hai cái công nghệ exit và không phải là exit. Cái từ exit được viết tắt của một chuỗi các từ Application-specific integrated circuit đó là các cái vi mạch cho những ứng dụng cụ thể. Chúng ta có thể chia các cái công nghệ thiết bị này ra thành các dạng như sau. Đây là các cái dạng công nghệ ASIC và cái công nghệ đầu tiên là full custom ASIC. Tiếng Việt mình dịch ra gọi là công nghệ ASIC đặc chế hoàn toàn công nghệ thứ hai là standard cell exit là công nghệ tế bào chuẩn và công nghệ thứ ba là Get array exit công nghệ exit mảng cổng mảng ở đây là chuỗi nhiều cổng công nghệ tiếp theo đó là những công nghệ không phải là exit thì trong các công nghệ không phải là exit thì công nghệ đầu tiên đó là complex field programmable logic device các thiết bị logic có thể lập trình theo trường phức tạp hay vùng phức tạp công nghệ thứ năm là các cái thiết bị logic có thể lập trình theo vùng đơn giản à, hai cái này ngược nhau một cái là complex là phức tạp một cái đơn giản hơn là simple và công nghệ thứ sáu là công nghệ các cái thành phần vi mạch tích hợp cỡ nhỏ và cỡ trung à. SSI và MSI. SSI là vi mạch tích hợp cỡ nhỏ và MSI là tích hợp cỡ trung. Rồi thì phần này giới thiệu cho các bạn về các cái loại công nghệ và như vậy có 6 cái công nghệ, trong đó có 3 cái công nghệ không phải là là exit là ba công nghệ này, còn ba công nghệ exit ha. Rồi thì cái phần 1.2.2 đến đây đã trình bày xong, các bạn xem có cái gì chưa hiểu thì chúng ta trao đổi.